Xin chào các bạn đã đến với Hesa Việt Nam. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu dòng sản phẩm mới nhất dành riêng cho bạn. Healthy Care Kit Milk Calcium Canxi sữa cho bé 60 viên. Sản phẩm được rất nhiều bố mẹ tin dùng, với tác dụng bổ sung canxi cho trẻ giúp xương trẻ phát triển chắc khỏe, toàn diện giúp trẻ cao lớn, ngủ ngon giấc, giúp bé có thể phát triển toàn diện, bố mẹ an tâm hơn. Healthy Care Kit Milk Calcium, sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi Healthy Care của Úc giúp bổ sung canxi cho trẻ em, đẩy lùi tình trạng rụng tóc, khóc đêm, ọc sữa, biếng ăn. Mà trẻ bị thiếu canxi thường xuyên gặp phải, sản phẩm đã được nghiên cứu và kiểm chứng lâm sàng bởi các chuyên gia hàng đầu tại Healthy Care đảm bảo an toàn cho sức khỏe của trẻ. Thành phần của Healthy Care Kit Milk Calcium 60 Pack, Milk, canxi, thành phần quan trọng giúp trẻ phát triển xương chắc khỏe và toàn diện hơn. Không chất phụ gia, không chất bảo quản. Hương cam thơm ngon dễ uống. Công dụng của Healthy Care Kit Milk Calcium 60 viên: duy trì hoạt động của cơ bắp, thông máu, phát tín hiệu cho các tế bào thần kinh và giúp tiết chế một số kích thích. Đảm bảo sự phát triển của xương, làm chắc xương, răng, chống loãng xương, còi xương, nhuyễn xương. Giúp trẻ ngủ ngon giấc, không bị khóc đêm, ăn ngon miệng, tiêu hóa tốt. Chăm sóc và bảo vệ răng miệng của trẻ, giúp răng trẻ phát triển ổn định, không bị sâu răng, hư hại răng. Healthy Care Kit Milk Calcium 60 Pack giúp bé ngủ ngon, không bị thức giấc và khóc về đêm. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản Healthy Care Kit Milk Calcium 60 Pack. Hướng dẫn sử dụng: trẻ từ 4 tháng, 6 tháng tuổi, ngày 1 viên. Trẻ 7 tháng, 1 tuổi, 1 đến 2 viên ngày. Trẻ 2 đến 3 tuổi, 2 đến 3 viên ngày. Trên 3 tuổi, 3 đến 4 viên ngày. Hướng dẫn bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa ánh nắng mặt trời. Đến với Hesa Việt Nam, khách hàng sẽ hoàn toàn được yên tâm, các sản phẩm chất lượng 100%. Bởi chúng tôi là đơn vị nhập khẩu phân phối hàng Úc chất lượng hàng đầu Việt Nam, mọi sản phẩm của chúng tôi đều được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy tại Úc, chính vì thế không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn đưa đến tay người tiêu dùng với mức chi phí thấp nhất. Hesa Việt Nam không đơn giản là thấu hiểu mẹ mà hơn cả đó là sự đồng hành. Nhấp vào phần mô tả để xem thông tin chi tiết. Chúc các bạn mạnh khỏe và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại.